chân không cao cấp Cool 3, thiết kế buồng hút đúc dập nguyên khối inox 304, không hàn ghép, giúp quá trình hút chân không kín khí, hút kiệt tới 99%. Máy hút nhanh, hút khỏe với động cơ bơm chất lượng cao, hút đa năng các loại thực phẩm và không kén túi. Thân vỏ máy cũng được làm từ chất liệu cao cấp inox 304 siêu bền, chắc chắn tuổi thọ tới 20 năm sử dụng. Xin chào mọi người, trong video ngày hôm nay thì Hường sẽ vận hành và review hiệu quả thực tế từ chiếc máy hút chân không cực kỳ được ưa chuộng này. Đó là máy hút chân không cao cấp Cool 3 dòng 2 buồng DZ400 2SA. Rồi, không để các bạn phải chờ đợi lâu nữa, cùng bắt đầu ngay nhé. Thiết bị này thì khá là đa năng, tích hợp hai chức năng vừa có thể hút chân không và vừa có thể hàn miệng túi, đóng gói bảo quản đa dạng các cái loại thực phẩm của chúng ta như là đồ khô, đồ tươi sống, đồ đông lạnh, rồi các loại hạt. Không chỉ đa năng đâu mà thiết bị này còn sở hữu rất là nhiều ưu việt về thiết kế. Đầu tiên thì các bạn thấy toàn bộ thiết bị thì đều được làm từ chất liệu cao cấp, đó là inox 304, khác với cái dòng máy hút chân không cũ mà trước đây New Sun từng cung cấp, hoặc là các cái dòng máy hút chân không thường phổ biến ở trên thị trường thì làm bằng inox 201 hoặc là inox 430. Thì loại inox cao cấp 304 này có độ bền vượt trội hơn, và các bạn thấy thiết bị còn được thiết kế rất là dày dặn nữa. Do đó mà cái chất liệu này sẽ giúp cho thiết bị có khả năng chống oxy hóa và chống han rỉ cực kỳ tốt, có độ bền cao lên tới 20 năm sử dụng. Hơn nữa thì bề ngoài của sản phẩm lúc nào cũng sáng bóng và có cái tính thẩm mỹ cao, dễ dàng trong khâu chúng ta vệ sinh, lau chùi. Thiết bị này thì các bạn thấy với thiết kế 2 buồng thì nó có trọng lượng khoảng hơn 200 cân, khoảng 210 kg, thì cũng khá là nặng. Tuy nhiên cái việc di chuyển của chúng ta thì cũng rất là dễ dàng thôi, bởi vì phía bên dưới này được trang bị 4 bánh xe trợ lực. Và nếu như mà các bạn muốn cố định máy đặt ở một vị trí thì cũng vô cùng dễ dàng, bởi vì mỗi bánh xe này của chúng ta này ở đây có thiết kế chốt khóa an toàn. Máy hút chân không Cool 3 thì được thiết kế chi tiết và tỉ mỉ tới từng khe tản nhiệt. Ở đây thì các bạn thấy so với các cái dòng máy phổ biến thì các bạn thấy thường khe chỉ là dạng khoét ở trên thân vỏ. Thế nhưng khe tản nhiệt này thì thiết kế theo dạng gờ nhô ra và cong xuống phía dưới mặt sàn. Như vậy thì bụi bẩn của chúng ta sẽ rơi từ phía trên xuống thay vì bị bắn từ bên ngoài vào, và cũng dễ dàng trong khâu chúng ta vệ sinh lau chùi. Đó là về thiết kế, thế còn buồng hút thì sao? Ở đây thì các bạn thấy với thiết kế máy 2 buồng hút như thế này thì cũng giúp chúng ta vận hành với một mức năng suất lớn. Bởi vì máy khi mà các bạn đóng lại và vận hành ở một bên buồng thì trong quá trình đó chúng ta sẽ chuẩn bị thực phẩm ở buồng thứ hai. Và các bạn thấy không, khi mà Hường vừa nhấc lên hạ xuống á, thì cái nắp này rất là êm ái, có phải không? Bởi vì nắp máy thì được trang bị hệ thống trợ lực khá là chất lượng. Và so với các cái dòng máy hút chân không dòng thường, dòng trước đây New Sun cung cấp và dòng phổ biến trên thị trường á, thì khi không hoạt động, nắp máy này không thể đóng được lại như vậy đâu. Đó, mà nó sẽ bị bật lên. Và muốn đóng lại để tiết kiệm không gian khi mà chúng ta không sử dụng đến, các bạn cần phải dùng một cọng dây để buộc cái nắp máy này lại. Đó chính là một cái đặc điểm cực kỳ ưu việt mà thiết bị này được ưa chuộng hơn hẳn. Hơn nữa thì các bạn thấy toàn bộ cái phần nắp này này, nó có độ dày cực kỳ lớn. Đó, và được đúc dập nguyên khối bằng chất liệu inox cao cấp 304. Nắp cũng được thiết kế tỉ mỉ và cao cấp, có độ bền cao. Ở trong buồng hút thì sao? Chúng ta có thể nhìn kỹ hơn ở phía bên trong buồng. Buồng hút thì cũng được thiết kế rất là rộng rãi. Một cái buồng này thì các bạn có thể hút được 1 phút tối đa là 2 lần, và mỗi lần hút được khoảng từ 2 cho tới 4 túi. Mỗi một cái thanh hàn ở phía bên trong này, thanh hàn thì được thiết kế ở phía bên trong nhé. Đây, dọc hai cái bên này. Các bạn thấy ở phía bên trong thì thanh hàn cũng là một điểm cộng rất đặc biệt của máy hút chân không cao cấp Cool 3, được thiết kế tràn viền. Khác với dòng cũ của New Sun cung cấp thì nó có khe hở hai bên này. Như vậy thì thực phẩm của chúng ta nó rất dễ bị dắt vào hai cái thanh hàn. Như vậy thì khó cho chúng ta trong quá trình vệ sinh, phải không nào? Và không chỉ tràn viền để dễ dàng vệ sinh đâu, mà hiệu suất chúng ta thực hiện sản phẩm cũng được tối ưu nữa, bởi vì cái sự phẳng phiu và không gấp khúc của sản phẩm giúp hút kiệt không khí ra ngoài một cách tối ưu và đảm bảo cả về tính thẩm mỹ cho sản phẩm nữa. Ngoài ra thì phía bên dưới này các bạn thấy được thiết kế cả những cái thanh gá miệng túi, cũng được nhiều trang bị nhiều cái gờ nhựa này để cố định một cách chắc chắn miệng túi. Bên dưới này là những cái thanh silicone cao cấp chịu nhiệt tốt để đảm bảo cho chúng ta cái độ đẹp mắt của đường hàn và chất lượng của đường hàn.
Đi kèm theo máy ở đây thì các bạn thấy là được tặng kèm với khay đỡ thực phẩm, vừa với cả kích thước của bóng hút và dầu, dầu để trang bị cho motor. Cùng với đó là tua vít, bộ cờ lê, bộ lục. Một cái điểm đặc biệt cực kỳ lớn nữa mà vừa nãy hưởng với Mr. Review cho các bạn. Đây, các bạn thử nhìn kỹ sâu vào trong nhé. Toàn bộ phần buồng hút này cũng được đúc dập nguyên khối và không có, do không có khe hở của đường hàn thì cái quá trình hút của chúng ta sẽ được tối ưu và kín khí, đảm bảo hút kiệt không khí tới 99% cho sản phẩm của chúng ta. Vậy thì để đảm bảo hút mạnh hút khỏe thì chúng ta hãy cùng xem tới hệ thống motor phía sau thiết bị này nhé. Bạn có tin được không? Với một mức năng suất lớn và hút cũng khá khỏe đấy. Thế nhưng thiết bị này chỉ trang bị một motor với mức công suất là 0,9 kW. Tại sao lại như vậy? Thì ở đây cái motor này là motor trực tiếp được sản xuất đặc biệt từ Kun 3, là loại motor mới, motor cao cấp và đạt chứng nhận CE của châu Âu. Do đó với motor này thì chắc chắn là sẽ ít khi xảy ra hỏng hóc rồi, cực kỳ khỏe khoắn so với các cái loại motor cũ hoặc là motor kém chất lượng ngoài thị trường. Để có thể hút không khí từ phía trên, từ cái motor này lên buồng hút, thì ở đây các bạn thấy có cái ống dẫn khí này cũng được Kun 3 thiết kế cực kỳ chắc chắn luôn. Ống dẫn khí này thì được làm từ chất liệu là PVC, có cái khả năng chống ăn mòn cực kỳ tốt và khả năng chống lão hóa nữa. Bên ngoài thì chắc chắn là vậy, thế nhưng toàn bộ trong lòng ống này còn được gia cường thêm thép không dỉ nữa cơ. Đó, để máy vận hành khỏe khoắn và hút không khí một cách tối ưu nhất. Thế thì để cái motor này hoạt động hiệu quả và chính xác thì chúng ta phải nhắc đến bảng điều khiển. Bây giờ thì các bạn hãy cùng với mình xem cái bảng điều khiển của máy này nhé. Bảng điều khiển của máy hút chân không cao cấp Kun 3 này là một bảng điều khiển điện tử khá là hiện đại và có tính chính xác cao, bao gồm một đồng hồ đo áp suất này, một nút dừng khẩn cấp, một nút cài đặt. Ở đây thì máy này có thể cài đặt được chế độ hút, chế độ hàn và chế độ làm lạnh, và có cả hệ thống đèn báo khi mà máy bắt đầu đóng gói xong. Ở đây thì có nút cài đặt nhiệt độ với 3 mức, mức cao, mức ở giữa và mức thấp. Mình chia sẻ thông tin thì cũng khá nhiều rồi đấy. Thế nhưng mà thiết bị này có vận hành hiệu quả như những gì mà Hường đánh giá hay không? Thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng vận hành thực tế thiết bị này với những nguyên liệu thực phẩm đa dạng mà ngày hôm nay Hường chuẩn bị nhé. Về phần kết nối thì máy sử dụng nguồn điện 220. Đó thì ở đây bên mình đã để sẵn cho các bạn một cái đầu phích cắm như này, thì các bạn có thể cắm trực tiếp vào ổ điện gia đình là sử dụng được luôn. Và bây giờ thì mình sẽ hút thực tế các sản phẩm để cho mà các bạn thấy được khả năng của máy. Các bạn nhớ là đặt sản phẩm là cái miệng túi nó phẳng đẹp nhé. Tránh để bị vún, nếu không là sau khi mình hút xong nó sẽ xấu. Đôi khi là nó không được kín khí này, nó bị hở này, hay là cái mối hàn chúng ta sẽ xấu. Đó, sau khi đã đặt xong thì chúng ta sẽ tiến hành hút luôn này. Đó, thì trong quá trình mà chờ đợi máy hút một mẻ thì các bạn tiện thể khi đó các bạn sẽ có thời gian là các bạn đặt luôn, đặt luôn cái mẻ thứ hai vào ngay buồng bên cạnh, rất tiện lợi. Và các bạn hút luôn. Đấy, như các bạn có thể thấy ở đây, nó sản phẩm rất là đều và đẹp này, rất là chắc chắn, và mối hàn rất là, đây mối hàn đẹp này và chắc nữa. Đó, và tương tự như thế đấy, mình cũng đã vừa hàn hút xong một mẻ khác. Đó, nó rất phù hợp cho các bạn là khi các bạn là cứ hút mẻ này và mình xếp mẻ kia sử dụng liên tục, tức là cái năng suất làm việc nó sẽ rất là cao và dùng được nhiều trong một lượt, trong mỗi một lượt mà các bạn hút sẽ có thời gian để mà các bạn chuẩn bị và không phải chờ đợi lâu.
Vậy thì các bạn đã được theo dõi hiệu quả thực tế với rất nhiều sản phẩm thực phẩm. Và nếu như các bạn thấy yêu thích sản phẩm máy hút chân không cao cấp 2 buồng Cool 3 DZ402SA này thì chúng ta có thể đặt mua ngay sản phẩm với rất nhiều những ưu đãi hấp dẫn tại điện máy Nusan. Ưu đãi giảm giá lên tới 30%, tặng phiếu mua hàng trị giá lên tới 500.000 đồng, bảo hành máy trong vòng 12 tháng, bảo trì sửa chữa trọn đời sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên hoàn toàn miễn phí vận chuyển 10 km tại các chi nhánh cửa hàng điện máy Nusan trên toàn quốc và hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh. Với hệ thống 18 cửa hàng trên khắp cả nước, Nusan tự hào là đơn vị hàng đầu cung cấp máy thực phẩm đạt chuẩn ISO 9001-2015. Để được nhận báo giá và tư vấn miễn phí về sản phẩm thì các bạn có thể để lại ngay số điện thoại của mình phía bên dưới video này hoặc là liên hệ tới số máy hotline của điện máy Nusan 0788 555 155 hoặc 0777 555 155. Ngoài ra thì các bạn có thể truy cập vào website dienmayneusan.com hoặc dienmaythucpham.com để tìm hiểu chi tiết về sản phẩm cũng như các sản phẩm khác. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip ngày hôm nay và đừng quên để lại một like, một subscribe để ủng hộ cho kênh YouTube của điện máy Nusan nhé. Và đừng quên nhấn chuông thông báo để được theo dõi những video mới nhất tại kênh điện máy Nusan. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.